cái phần hôm nay thì chúng ta nghiên cứu về các cảm biến. Một cái hệ thống điều khiển thì nó gồm có ba cấu trúc, gồm có ba phần. Phần thứ nhất là cái phần cảm biến, các cái sensor. Phần thứ hai là bộ vi xử lý, hay mình gọi là cái ECU, là cái CPU, hay là cái ECM. Yeah. Và cái phần thứ ba là cái các bộ chấp hành, gọi là các cái actuator. Thì hôm nay mình đi vào cái phần cảm biến. Thì mục tiêu của bài học hôm nay đó, thì thứ nhất là ta nắm rõ được chức năng yêu cầu của cảm biến, của cái cảm biến mà được cụ thể là ở đây là cảm biến nhiệt độ ha. Cái thứ hai là chúng ta sẽ hiểu được cấu tạo nguyên lý của nó. Thứ ba là chúng ta sẽ biết được cái nguyên lý, tìm hiểu hiểu được cái nguyên lý làm việc của mình điện, từ đó ta phân tích để có cuối cùng cái gì để ta kiểm tra chẳng đó các cảm biến để xác định nó hư hỏng như thế nào hay không. Yeah. Về các cảm biến ô tô thì như nãy thầy nói đó, cảm biến ô tô thì nó rất là nhiều loại cảm biến, cực kỳ nhiều luôn. Yeah. Kể trên xe thì có thể tới hàng trăm cái cảm biến, mặc dù nó hàng trăm cảm biến nhưng mà nó chỉ quanh quẩn năm dạng cơ bản thôi. Dạng thứ nhất là cảm biến cái giá trị điện trở thay đổi, có thể thay đổi theo nhiệt độ, có thể thay đổi theo suất, vâng vâng, có thể là nhiều tố nhưng mà nó cái điện trở sẽ thay đổi. Mà trên tô tôi thấy là thường là cái cảm biến thay đổi theo nhiệt độ. Cái cảm biến này nó có hai dây, nhìn quan sát kỹ nó có hai dây này. Đây là ECU, một đầu là nó vô ECU để điều khiển, còn một đầu còn lại là chân mát. Đó là loại cảm biến thứ nhất. Cái loại cảm biến thứ hai là gọi là potentiometer, nghĩa là cái gọi là biến trở nhiều, ví dụ như trong các cảm biến vuông ga này, bàn ga này, các cảm biến vị trí hay thay đổi. Biến trở thì nó sẽ có ba chân giống như bình thường thôi, như cái báo xăng của xe máy của nó ba chân. Một chân là sẽ là dương, hai chân này chân VREF, nghĩa là điện áp cấp cho nó, điện reference, điện áp tham chiếu. Chân này là chân điều khiển ha, điều khiển vô đây ha, điều khiển. Ngoài chân còn lại là chân mát ha, chân mát ba chân nha. Yeah. Cái loại cảm biến thứ ba, nói là mình dùng cảm biến thôi nhưng mà nó dạng công tắc, switch nha. Switch nó dùng rất nhiều trên ô tô. Ví dụ anh nói dùng là bật đèn pha cốt, nó là một dạng tín hiệu nhắn cái nút công tắc cái phần đèn pha, cái là biết là tên xe này đang bật cái đèn pha để chi, để gửi về ECU biết là tôi đang bật đèn pha thì cần phải thêm một cái tải, và xe động cơ nó biết thì nó phun thêm xăng nữa. Rồi switch nó rất là nhiều kiểu, có switch là bàn cơ nút nhắn, có thể là bàn switch bàn áp suất. Ví dụ tụi em học sang màu, tụi em công tắc điều khiển, công tắc áp suất nhất. Bình thường thì đèn nhớ nó sáng nhưng mà khi nó nổ máy này đèn nhớ nó tắt, đó là dạng công tắc áp suất. Đó là cái dạng thứ ba. Dạng thứ tư là voltage generator, là cái cảm biến nhưng mà nó phát điện. Cảm biến phát điện, ví dụ cảm biến oxy hay là cảm biến kích nổ. Dạ, yeah. Đó là dạng cảm biến tự nó phát điện khi mà nhờ tác động vào những yếu tố ngoài nó phát điện. Dạ. Yeah. Và loại cảm biến thứ năm là magnetic pickup, hay là mình gọi là inductive sensor, là những cảm biến điện tự. Thì cảm biến này là cụm dây thôi, phát điện giống như học vật lý xưa, quấn cụm dây xung quanh quay nha, giống như mấy cái dynamo xe phát điện. Thì dạng thế nào? Đó là các cái dạng cảm biến cơ bản trên ô tô. Thì để hiểu hơn cảm biến thì chúng ta đi ra một cái mạch gọi là cái cầu phân áp. Thì đấy, cái cầu phân áp người ta giải thích như sau ở đây ha. Người ta cho một cái mạch điện với điện áp đây 12V này. Thì ở đây cái điện áp của mình này nó có đầu âm nó quy này là 0V, đầu dương là 12V nha. Thì cái đây nó qua cái mạch điện này, nó qua cái điện trở thứ nhất 6, sau điện trở thứ hai 4, thứ ba là 2 nha. Yeah. Ở đây mình thấy nè 12V. Bắt đầu nó qua cái cầu chì, nó qua công tắc. Nó qua điện trở thứ nhất. Nó hút xuống 2V. Vì 2 cộng 4 cộng 6 là 12 ohm, thì cái dòng điện nó qua cái mạch này là 1 ampere. Dạ, 1 ampere. Cho nên là ở đây mình sẽ thấy nó 1 ampere, cho nên là ở đây nó sẽ sụt áp xuống qua cái điện trở thứ nhất là 2 volt. Rồi sau đó nó qua điện trở thứ hai nó sụt áp tiếp, qua điện trở thứ ba nó sẽ sụt áp tiếp. Vậy nếu ta lấy điện áp tại cái điểm này, điểm đầu tiên này, cái điểm ngay điểm gặp dương cái quy này, nó là 12 volt. Nhưng mà khi ta xịt qua đây chính giữa điểm số 2, số 4 ohm này ha, thì nó còn lại là điểm này là còn 10 volt. Yeah. Tương tự nếu ta lấy cái điểm như này thì nó còn lại 6 volt. Nếu ta lấy điểm cuối là điểm mát luôn. Yeah. Điểm mát luôn thì nó còn lại là 0 volt. Yeah. Vậy ứng dụng ở đây là gì? Nó sẽ ví dụ như các cảm biến bóng ga, đây là cái chân tín hiệu nó đi ra, đây nó chỉ ra chân tín hiệu đây ha, nó chỉ ra lấy nè, lấy giá trị này đó, nó xoay nó lấy
khi nó quay cái bún ga hay là bằng động ga thì nó lấy xoay lấy giá trị. Nếu ở vị trí đầu tiên ha, đầu tiên thì nó là 10 12, qua đây là còn 10, qua đây là còn 6, mà tiếp tục qua nữa là không đó, cái nó xoay thì cái bún ga hay là bằng động ga nó biến trở, nó xoay để nó báo về cái giá trị điện áp. Nó là cái ý nghĩa cộng ngắn chia điện áp mà. Và cái nội dung của bài chiều hôm nay thì ta tập trung vào các cảm biến nhiệt độ trên động cơ. Ví dụ trên động cơ thì nó có một số cảm biến nhiệt độ hay gặp, ví dụ như cảm biến nhiệt độ nước làm mát, hay là một số các cảm biến nhiệt độ không khí nạp. Ngoài ra thì nó có còn một số cảm biến khác, ví dụ như cảm biến nhiệt độ khí xả, đo cái nhiệt độ của khí xả ở trên động cơ dùng trong cái hệ thống EGR, hệ thống tuần hoàn khí xả. Hay là một số xe hiện đại hơn thì nó sẽ có cảm biến nhiệt độ bình ắc quy để đo cái nhiệt độ bình ắc quy để điều khiển cái dòng nạp và xả cho nó phù hợp. Rồi nó có cảm biến nhiệt độ nhiên liệu trên hệ thống công reo, với cái áp suất nhiên liệu cực kỳ lớn thì nó sẽ nén mà nhiên liệu nó sẽ thay đổi đó. Và cái nhiệt độ nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng phun nhiên liệu. Vâng vâng, ngoài ra thì có cái nhiệt độ của cái gì nữa, nhiệt độ của lốp xe, rồi nhiệt độ của cái má phanh, vâng vâng, nó có nhiều lắm, rất là nhiều, nếu kể là khoảng mười mấy cảm biến. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta chỉ tập trung một vài cái cảm biến chính trên cơ thôi. Rồi đi vào cái cảm biến đầu tiên, là cái cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Ngày đầu tiên cái công dụng của cảm biến nhiệt độ nước làm mát để làm gì, công dụng trước nha. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát dùng để báo cái nhiệt độ của động cơ biết, nhiệt độ động cơ ESO biết là cái tình trạng nhiệt độ động cơ nóng nguội. Thì cảm biến nước làm mát nó sẽ có một số chức năng sau. Thứ nhất, nó dùng để tính toán điều khiển cái lượng phun nhiên liệu ha. Cái thứ hai là dùng để tính toán thời điểm đến lửa sớm hay trễ. Nếu động cơ mới khởi động, động cơ nguội thì cảm biến lửa sẽ khác so với động cơ nóng, thì cảm biến lửa nó sẽ khác. Bây giờ cái thứ ba, cảm biến nhiệt độ nước này nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc điều khiển cái hộp số tự động. Cái thứ tư, cảm biến này dùng để điều khiển quạt nước làm mát. Bình thường động cơ nguội thì nó chưa quạt chưa quay, nhưng mà khi động cơ nóng nhiệt độ lên khoảng 80 độ C thì bắt đầu quạt nó quay để nó giải nhiệt. Và cái thứ năm là nó báo lên tablo để tài xế biết là cái nhiệt độ nước làm mát bao nhiêu. Nhiều lúc mà lên xe mà chạy mà không có nhiệt độ nước làm mát thì mình cũng khó, mình cũng không dám chạy, nó nhát tay. Vì nhiệt độ nước làm mát có thể là nó quá nhiều động cơ, nó ảnh hưởng động cơ mà mình không biết, mình chạy là có thể thì rút cái máy không qua. Có năm cái công dụng. Thì nhắc lại là điều khiển xăng, thứ hai điều khiển lửa, thứ ba là điều khiển hộp số tự động, thứ tư là điều khiển quạt nước làm mát động cơ, và thứ năm là báo nước lên tắp lô. Giờ đó là công dụng của nó. Vậy thứ hai, vị trí thì cảm biến này đặt ở đâu? Cảm biến này sẽ đặt ở trên đường nước làm mát, có thể là đường vào và đường ra. Hình dáng của cảm biến này ha. Thì về cấu tạo của nhiệt độ nước làm mát thì nó sẽ bên trong nó là cái thermistor là một cái nhiệt điện trở, nghĩa là điện trở của cảm biến này thay đổi theo nhiệt độ bên ngoài. Mà cái nhiệt điện trở này là nhiệt điện trở âm, điện trở âm nghĩa là nhiệt độ tăng thì điện trở nó sẽ giảm, và nhiệt độ giảm thì điện trở nó sẽ tăng. Ví dụ như sáng sớm thì nước nó nguội thì nhiệt độ nó thấp, điện trở của cảm biến này nó cao. Và khi động cơ nóng lên rồi thì cái nhiệt độ nó sẽ cao thì điện trở sẽ thấp xuống. Và đây là cái mạch điện của cảm biến này, mạch điện. Đây là cái ESO. Đây là cảm biến. Cảm biến này có hai dây, giống như cái thời dạng đầu tiên thì nói hai dây. Một dây là dây tín hiệu gửi về ESO, này. Một dây nó là sợi dây là nó mát ở dưới. Dây nó mát ở dưới. Đây là cảm biến này. Bây giờ. Rồi. Cái cảm biến này luôn được cấp bởi nguồn 5V qua một điện trở, buôn ấp điện trở kéo lên. Rồi, từ nguồn 5V nó qua điện trở nha ha. Sẽ nó qua tiếp điện trở thứ hai, nó qua đây nó về mát. Được chưa? Và cái điện áp điều khiển là điện áp điểm này, cái điểm này này. Qua đây. Thì giống như cái mạch cầu ứng áp của mình nãy á, đây là điện áp dương này. Còn mạch như là mát âm. Điện trở thứ nhất đây. Điện trở thứ hai là đây. Lấy cái điểm giữa ra để đưa về điều khiển. Sáng sớm khi nước còn nguội, động cơ chưa nổ máy, nước nguội, bật công tắc máy lên.
thì điện trở này nó sẽ cao. Điện trở này cao thì nó báo về điện áp tại điểm này này, báo về xong là điện áp này sẽ lớn để điều khiển sao phun nhiều xăng vô, phun nhiều xăng vô nha, để đáp ứng được chế độ khởi động, đáp ứng được chế độ warm up, chế độ cầm chừng nhanh không bạn nha. Khi mà động cơ đã nổ máy rồi, nước ấm nóng này rồi nha, thì cái điện trở này sao, nhiệt độ cao thì điện trở này sẽ giảm xuống, điện trở này giảm xuống thì sao, thì cái điện áp này nó giảm xuống theo, giảm xuống theo để nó báo về sau biết là tôi cần giảm cái lượng xăng đi, vì động cơ đã nóng rồi, đã làm ấm đủ rồi, giảm cái lượng xăng. Thì đó là nguyên lý làm việc của cảm biến nhiệt độ nước làm mát ha. Chưa phân tích lại cái mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát ha. Đây, cảm biến nhiệt độ nước làm mát thì cái nguồn cấp cho nó là 5V nha, nguồn cấp 5V. Sau nó qua một con điện trở này gọi điện trở buôn nấp, điện trở kéo lên. Qua điện trở thứ hai là cái cảm biến nhiệt độ nước làm mát nằm đây và về mát ha. Thì đây là cái điện áp nó sẽ chia ra, nó chia 5V này, nó qua điện trở thứ nhất, là nó qua điện trở thứ hai và nó chia áp đây. Thì cái đây là một dạng ứng dụng cầu áp nha. Và ở đây nó về ECU sẽ điều khiển ha, dựa vào sự thay đổi cái điện trở này mà điện áp tại đầu này thay đổi nha. Rồi thì cảm biến này, cảm biến nhiệt điện trở âm, ta thấy này, ở đây là cái nhiệt độ nó, nhiệt độ nó là mát âm 20, 0, 20, 40, 60, 80, 120 và đây là điện trở. Nhiệt độ tăng thì điện trở giảm, nhiệt độ tăng điện trở giảm, còn nhiệt độ giảm thấp xuống này thì điện trở nó sẽ cao, điện trở nó sẽ cao. Nhiệt độ thấp bên này thì điện trở nó cao, còn bên này nhiệt độ cao thì điện trở thấp. Nha. Cảm biến này nhắc lại là bố trí trên đường nước làm mát. Thứ hai là một dạng nhiệt điện trở âm. Thứ ba nó là hiệu chỉnh ở nhiệt độ 80 độ C. Hiệu chỉnh ở 80 độ C là sao? Là khi mà nước làm mát cái cảm biến nhiệt độ nó bị hư hỏng gì đó thì tự trong ECU nó sẽ lập trình sẵn là nó sẽ nhận biết được cái nhiệt độ động cơ, điều khiển lượng phun và gấp lửa theo 80 độ C nha. Đó là giống như nhiệt độ để dự phòng vì động cơ nó bị hư cảm biến này nha. Ở chân tín hiệu là chân THWK và là ECT nha. Thì đó là nói về cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Về phần kiểm tra đo kiểm cảm biến này thì có rất là nhiều cách để chúng ta kiểm tra về chẩn đoán cái cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Ở đây một trong những cách để kiểm tra là người ta đo điện trở, để dùng một cái nhiệt kế đo nhiệt độ và nấu nước sôi, sau đó đo điện trở, xem cái điện trở của cái cảm biến này nó có nằm trong cái vùng cái ngưỡng này không. Yeah. Nếu mà nằm không nằm trong ngưỡng này thì nó bị hư hỏng, chúng ta cần phải thay mới. Yeah. Bên cạnh đó thì khi mà mình tập thì mình sẽ dùng máy chẩn đoán để đánh giá tình trạng của cảm biến, hoặc là xuất hiện các mã lỗi khi mà cái cảm biến này bị hư thì sẽ xuất hiện các mã lỗi, từ đó chúng ta có thể chẩn đoán được cảm biến này có hư hỏng hay không, hay là chân của cảm biến nó bị sụp. THWK chừng E, THWK là chừng mát, chừng tín hiệu ha, hay là phần nhiệt điện trở hôm nay ha, bố trí trên đường nó làm mát. Tuy nhiên ngoài ra một số cái động cơ thì nó sẽ tích hợp vừa cái cảm biến nhiệt độ và cái bao nước nó nằm chung luôn trong một cái cụm cảm biến, và cảm biến này nó có ba chân. Ví dụ một số dòng xe hiện đại hiện nay như Vios hay là Camry giờ đời mới giờ đó, thì nó sẽ bố trí chung mạch, chung mạch nó không còn nằm riêng nữa, những đời cũ thì nằm riêng nhưng mà đời mới thì nằm chung mạch nha, thì chúng ta cần biết cách đọc nha. Đời cũ thì ta thấy nó sẽ nằm riêng cảm biến nhiệt độ nước làm mát, nằm riêng báo nước, nằm riêng nằm riêng hết, nhưng mà nằm mới thì nó sẽ nằm chung. Mình đi qua tiếp tục cái cảm biến thứ hai, đó là cảm biến nhiệt độ không khí nạp. Cũng giống như cảm biến nhiệt độ nó làm mát thì cảm biến nhiệt độ không khí nạp dùng để đo cái nhiệt độ không khí nạp đưa vào động cơ. Cái công dụng của nó làm gì? Cái thứ nhất nó cũng dùng để nó không khí, và không khí nó sẽ ảnh hưởng tới cái lượng phun, vì nếu mà gió vô nhiều mà cái nhiệt độ thì nó ảnh hưởng tới khối lượng gió nha, cho nên sẽ ảnh hưởng tới cái lượng phun. Thứ nhất. Cái thứ hai, cảm biến nhiệt độ này nó có thể ảnh hưởng đến góc lửa. Ví dụ sáng sớm cái nhiệt độ không khí mà nó lạnh, nó khó cháy thì quá trình đánh lửa nó sẽ đánh lên sớm hơn, để cho nó hòa trọng, nó cháy sớm hơn, quá trình sinh cộng hơn. Nếu mà động cơ nóng rồi thì góc lửa nó sẽ giảm lại nha. Đó là ảnh hưởng đến lửa, thấy không? Nó thì chủ yếu là cái cảm biến nhiệt độ nó như vậy thôi.
đây là hình dáng của cái độ không khí nạp đó. Thì cấu tạo bên trong là nó cũng là cái thermistor, là nhiệt điện trở, nó giống như cái nhiệt độ nó làm mát. Về vị trí thì nó có hai vị trí. Cái vị trí thứ nhất là đối với những cái xe mà nó dùng cái cảm biến đo gió, mà đo gió con mát nó đo áp suất, thì cái cảm biến này nằm rồi, nằm rồi nha. Đây này, đo loại đo gió đo áp suất này, loại D size EFI nha. Thì cái loại này, cái cảm biến đo áp suất là đo gió riêng, nằm riêng, còn cảm biến đo nhiệt độ không khí nằm riêng, này nằm rời ở ngoài, nó có hai dây. Được chưa? Loại thứ hai là cảm biến nhiệt độ không khí nằm, nó tích hợp chung trong cái bộ đo gió luôn, tích hợp chung, nó gom lại thành chồng cộng. Bản chất nó cũng là hai dây, cảm biến nó hai dây thôi, nhưng mà nó gom thêm chung, nó nằm trong cái bộ đo gió. Ví dụ đây, cái loại air flowmeter, loại đo gió bánh trường này, cái cảm biến nhiệt độ nằm trong này, quan sát kỹ nha, quan sát kỹ này ha, check air nằm trong, còn cái air flowmeter là nó một bộ riêng, hai cái này tích hợp chung lại. Hay là trong cái đo gió cạc ngang, mình thấy này, ở đây này, cái insect air temperature sensor thì nó nằm đây, có đo gió nằm đây, hai cái tích hợp chung lại. Vì mạch điện này nó hoàn toàn giống cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Ở đây mình thấy quan sát cái nguồn cấp cho nó là vẫn là 5V, giờ 5V. Cái thứ hai nó qua điện trở, nguồn nó kéo lên nó giống như nước làm mát, và sau đó nó vô cái cảm biến nhiệt độ nước làm mát đi từ mát, giống như mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát, và nó là một cái cảm biến dạng nhiệt điện trở âm. Chân này chân lấy về xù để điều khiển. Và nhiệt độ hiệu chỉnh của cảm biến này là 20 độ C. 20 độ C là sao? Nếu mà cảm biến này bị hư hỏng, bị đứt dây hoặc là dính chập mạch gì đó mà, thì ESO sẽ tự động mặc định cái gấp đến lửa và cái thời gian phun, cái lượng phun theo 20 độ C, nghĩa là lấy nhiệt độ trung bình của không khí 20 độ C. Giờ xe anh nằm ở thời tiết lạnh, có lạnh gì đâu, nó không biết, nó cũng phun theo 20 độ C. Mà nếu xe anh có ở thời tiết nóng thì nó cũng phun theo 20 độ C. Chân tín hiệu là chân thế A hoặc là chân IAT và chân mát. Đây vị trí của cảm biến nhiệt độ không khí nạp đồng thời, nghĩa là những cái động cơ này dùng cái cảm biến có đo gió riêng và đo nhiệt độ riêng. Đây, những cái loại này thì nằm chung, đây đo nhiệt độ nằm chung với đo gió luôn nha. Còn đây là đo gió là chân VG đo gió này, còn đo nhiệt độ nằm chung được hai cái này nó gom chung lại thành cộng. Chẩn đoán thì tương tự như cái cảm biến nhiệt độ nước thuần mát. Ta sử dụng cái chẩn đoán, hoặc là ta dùng hơi nóng để tính đo cái điện trở xem nó có thay đổi không. Rồi tiếp tục cái loại cảm biến thứ ba thầy muốn giới thiệu cho tụi em, đó là cảm biến nhiệt độ nhiên liệu. Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu là cảm biến này sẽ lắp trên máy dầu. Sở dĩ nó thường lắp trên máy dầu là như vậy, thì áp suất trên máy dầu như công nghệ này nó áp suất lên tới khoảng 2000 kg trên xăng dùng, rất lớn. Mình thường áp suất xăng bình thường khi mà hút cho đường nạp tới khoảng 3 kg thôi, nhưng mà đối với động cơ công nghệ mà thì cái áp suất nữa lên tới khoảng 2000 kg, nó gấp cả hơn cái trăm lần nha, rất lớn. Mà khi áp suất cao thì sao? Suất cao thì sẽ tạo nhiệt độ nó sẽ cao, nó thay đổi. Và khi đó sao? Nó sẽ ảnh hưởng tới cái lượng phục, ảnh hưởng tới cái khối lượng riêng của nhiên liệu mà, và ảnh hưởng đến cái lượng phục. Thế mình thấy nó phải lắp cái cảm biến này lên để kiểm soát lượng phục. Cái cảm biến này bố trí ở trên cái bơm cầu áp heo dầu ha, bơm cầm rèo nằm đây và nằm trên cái heo dầu luôn, vị trí số 1 này. Tiếp theo là cảm biến nhiệt độ khí xả luân hồi, hay bên ngoài mình gọi là cái cảm biến THG. Thì cảm biến này dùng để đo nhiệt độ khí xả dùng trong hệ thống EGR. Các em có biết hệ thống EGR là hệ thống gì không? Cái đường khí xả đi ra này ha, đi ra ngoài đường ống bơm đi ra, thì nó sẽ trích một phần đi lại, nó đi vào lại động cơ, nó lại muốn nạp cho đường đốt. Mình gọi là tuần hoàn khí xả. Mà hệ thống này có từ xưa giờ chứ không phải là bây giờ hệ thống phun xăng nó mới có đâu. Từ hệ thống mà bộ chiêu khí dùng của bình xăng con đã có rồi. Tới nay nha, nó tiếp tục phát triển lên vừa được cái điện tử thôi nha. Thì mục đích của này là gì? Đến chính của thằng này là nó giảm cái nồng độ khí xả NOx. Trong khí xả của mình là nó có 3 thành phần khí xả chính. Thứ nhất là NOx, thứ hai là HC và thứ ba là CO. Thì cái thành phần khí xả NOx là một trong những thành phần đó, khi mà kiểm định khí xả nó không đạt vì nó quá ngưỡng ra. Bắt buộc khi mà thằng nhà chế tạo sản xuất xe nó phải kiểm soát lại thì nó bán được. Chính vì thế nó cần phải giảm NOx. Giảm NOx có nhiều cách, có rất là nhiều cách. Trong đó có cách là người ta dùng cái tuần hoàn,
vì lý thuyết mình biết rồi, cái thằng nào ít nó tạo ra bởi khí nitơ cộng oxy, và nitơ cộng oxy tạo thành khí NOx, đúng chưa? Nitơ cộng oxy tạo NOx. Nhưng mà nitơ cộng oxy khi nào khi tạo thì NOx, khi ở nhiệt độ cao thì mới tạo thành khí NOx. Đó, nhưng mà điều kiện là sao? Điều kiện là nhiệt độ cao thì mới tạo ra NOx được. Yeah. Nhiệt độ cao là bao nhiêu? Nhiệt độ cao khoảng 600 độ C trở lên là mới đầu tạo khí NOx. Yeah. Tùy theo NOx có thể là NO2, N2O, N2O5, N2O3, và có rất nhiều, tùy theo cái nhiệt độ nó tạo ra cái NOx khác nhau. Yeah. Mà khí NOx là khí rất là độc. Độc là sao? Hồi xưa nếu mà tụi em đọc trong mấy cái sách hồi xưa, sách mà nó về phẫu thuật giải phẫu hồi xưa, người ta không có chất gây tê gây mê, thì người ta dùng khí NOx này để cho hít một lượng vừa phải, là tùy theo cái số trọng lượng của người hít chung cái là mê man, thấy không? À, đánh thuốc mê giống như xưa coi phim đánh thuốc mê á, hít cái xịt cái đánh thuốc mê đó, là mê man cái là người ta mổ xẻ gì đâu, sau đó người ta tỉnh dậy. Nhưng mà hít cái nồng độ lớn quá là độc, nguy hiểm chết nha, nên là nó giảm nhiệt độ càng cao nó tạo ra. À, giờ cái bây giờ người ta mới nghiên cứu, người ta cho khí xả quay lại tuần hoàn và lại còn lại lại được nạp đi chị, cái mục đích là giảm cái nhiệt độ khí xả đi ra. Giờ, cho khí xả vào bùng đốt để giảm nhiệt độ khí xả đi ra, hiểu không? Sao giảm được, sao giảm được khí xả dùng đốt mà để giảm được khí cái nhiệt độ khí xả đi ra, mà khi giảm được nhiệt độ khí xả ra thì khi cái nồng độ khí nổi nó sẽ giảm xuống, này sẽ giảm xuống, vậy sao nó giảm được? Do cái bùng đốt mình nó nhỏ xíu à, bùng đốt mình nhỏ xíu à, nó có giới hạn rồi, dùng dung tích bao nhiêu nó có giới hạn rồi, chưa? Khi cái tâm hút xuống thì nó hút hòa khí vô, thấy chưa? Bây giờ anh cho khí xả vô, vậy nó vừa cái bí tâm nó đi xuống, khi nào nó hút xuống thì nó vừa hút khí xả vô, nó vừa hút hòa khí vô, mà hòa khí vô thì cộng khí xả vô thì khí xả nó chiếm chỗ đi đó, thay vì tôi hút một phát là một lít khí hòa khí à, còn có xăng và không khí sạch vô đi từ trái thì nhiệt cũng tỏa lớn, nhiệt tỏa lớn thì cái nhiệt lượng trong đâu có lớn, dài sao khí xả nó vô nó choáng mất cái thành phần đi, choáng mất làm cho quá trình trái mình nó xáo đi, quá trình trái xáo đi thì nhiệt độ trong đâu nó giảm, mà giảm thì sao? Khí nổi nó giảm. Bây giờ vậy là người ta bố trí cả mấy nhiệt độ để làm gì? Bố trí cả mấy nhiệt độ để làm gì? Để kiểm soát đo cái nhiệt độ khí xả ra, à, đo nhiệt độ khí xả ra, cái nhiệt độ cao hay thấp. Nếu mà người ta biết nhiệt độ cao thì khí nổi nó nhiều, nổi nhiều thì nó muốn tuần hoàn vòng lại, hiểu không? Nào ít nhiều thì muốn vòng lại. Còn nếu mà nhiệt độ thấp thì thôi, nào ít ra, ít thì thôi, vòng lại làm chi? Vòng lại chi với công suất động cơ nó giảm, hiểu được không? Nếu mà khí xả vô càng nhiều bùng đấu thì công suất động cơ nó giảm, mất công suất đi. Bây giờ cho nên là cái cảm nhiệt độ dùng để đo cái nhiệt độ khí xả ra, và điều khiển cái van này cho cái lượng khí xả vào nhiều ít. Vậy mục đích chính của van pH, cái cảm biến nhiệt độ khí xả TG là gì? Là gửi tín hiệu về xung để điều khiển cái van EGR này đóng mở nhiều hay ít, để từ đó đưa khí xả vào đồng thời nhiều ít để xử lý khí nổi. Bây giờ thì đó là cái công dụng cảm biến nhiệt độ khí xả. Và cảm biến này, cái nhiệt độ khí xả này nó có cái nhiệt độ nó cao, cái điện trở nó cao lên tới vài chục ký. Ví dụ như cảm biến nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí thì nó khoảng ký mấy, 2 ký là ở nhiệt độ bình thường, còn khi mà động cơ náo thì nó thấp xuống. Còn đối với thằng này sao? Bình thường là nó tầm vài chục ký, nó lắp đường xả nhưng cái điện tuyến nó khác hơn xíu, mặc dù nó là vẫn như là cảm biến nhiệt cao nha. Ngoài ra thầy giới thiệu xem cảm biến nhiệt độ quy để đo cái nhiệt độ của mình, nó quy à, đặc biệt là bây giờ xe của mình là không phải là xe dùng điện cái bình 12V như hồi xưa nữa, vẫn còn bình 12V nữa. Ở cái bình bây giờ nó dùng cái bình cao áp ngoài cái bình 12V để đề rồi, để điện cao áp rồi, để trên các cái xe hybrid đó, điện áp lên tới 500-600V. Mấy bố tụi em du học sử học không có hai xe hybrid trong xưởng, điện áp lên tới 500-600V khi nó làm việc rất là lớn nha. Mà cái nhiệt độ của cái bình quy nó ảnh hưởng tới quá trình nạp và xả bình quy, cho nên nó kiểm soát tình nạp xả thì nó sẽ có cái nhiệt độ.
ngoài nó có đường nước làm mát, ví dụ nó giải nhiệt cho các cái cell của cái quỷ nha. Và cái công nghệ này là hôm nay nó ứng dụng trên các xe điện này, thì nó sẽ có dùng cảm nhiệt độ để nó kiểm soát cái nhiệt độ quỷ nha, để làm mát giải nhiệt cái quỷ nha. Thì đó là cái phần hôm nay, cái phần cảm biến nhiệt độ, các cái cảm biến nhiệt độ trên ô tô.